Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Nguy cơ mất nhiều diện tích bưởi đặc sản do sạt lở bờ vỡ sông tại huyện Đoan Hùng. Mục vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với các bộ, ban ngành Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực,